Chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với yoga. Chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập những bài tập cơ bản. Bài học hôm nay sẽ tập trung chủ yếu vào các phương pháp thở và một số động tác kéo giãn cơ thể. Như các bạn đã biết, hầu hết các động tác yoga đều được thực hiện trên mặt đất, vì trong yoga, trước tiên người tập phải giữ vững cơ thể trên mặt đất. Tôi sẽ từng bước hướng dẫn cho các bạn bắt đầu những động tác cơ bản và từ từ chúng ta sẽ luyện tập những tư thế khác nhau của yoga. Vì thế hãy thư giãn và chỉ cần thực hiện một số động tác chuyển động qua trái, qua phải, về trước, ra sau. Hãy tham gia thật hào hứng nhé các bạn. Trước tiên, ngồi ở tư thế hai chân bắt chéo như thế này. Bạn có thể lót khăn dưới mông. Chúng ta sẽ thực hiện tư thế Siddha-asana. Chúng ta sẽ tập tư thế này, nhưng với mức độ đơn giản thôi. Bây giờ các bạn hãy kéo bàn chân trái vào nằm ở vùng giữa bộ phận sinh dục và hậu môn. Được chưa nào? À anh bạn ơi, đó là chân phải mà. Bạn phải kéo chân trái của bạn vào. Chân trái nha. Đúng rồi. Tiếp theo, bạn kéo chân phải vào như thế này. Cổ chân phải nằm sát vào chân trái. Nếu bạn thấy động tác này khó thực hiện, bạn cũng có thể ngồi giống như cô ấy. Đây là tư thế đơn giản có tên Sukha Asana, tư thế ngồi đơn giản. Ok, tôi muốn các bạn quan sát tư thế. Hãy áp ngón trỏ và ngón cái lại tạo thành vòng tròn và đặt tay trên đầu gối như thế này. Ngồi thẳng lưng. Động tác này gọi là Chin Mudra. Chin có nghĩa là ý thức. Ok, vòng tròn này là sự kết nối giữa cơ thể và hơi thở. Vì vậy, khi chúng ta ở tư thế này là chúng ta đang tạo ra năng lượng ở đây. Nào, bây giờ hãy ngồi thẳng lưng và chúng ta sẽ thực hiện phương pháp thở sau đây. Cách thở này hơi khác một chút. Nó không phức tạp hay khó thực hiện, mà nó chỉ là hơi khác một chút so với các phương pháp thở khác mà chúng ta đã từng tập. Đưa tay phải ra trước. Đó là tay trái của bạn mà. Tay phải của bạn đó. Đúng rồi, đưa tay phải ra trước nhé. Lần này chúng ta sẽ hít vào qua lỗ mũi trái và thở ra qua lỗ mũi phải. Khi thở ra, bạn hãy thở ra thật mạnh để tống các khí cặn, tạp chất ra ngoài. Chúng ta sẽ bắt đầu từ bên trái trước, nghĩa là hít vào bên trái, thở ra bên phải. Thực hiện động tác 5 lần, hít vào trái, thở ra phải, hít vào trái, thở ra phải. Sau đó chúng ta đổi bên, hít vào từ lỗ mũi bên phải và thở ra từ lỗ mũi bên trái. Hít vào phải, thở ra trái. Thực hiện động tác này sẽ tạo sự cân bằng ở não bộ. Ok, chúng ta bắt đầu nào. Ngón trỏ bịt lỗ mũi phải từ bên ngoài như thế này. Không phải là ấn vào trong như thế này đâu nhé. Ok, đóng lỗ mũi phải lại và bắt đầu hít vào từ lỗ mũi trái. Nào, hít vào. Sau đó thở ra thật mạnh bằng cách dùng các ngón tay còn lại và bịt lỗ mũi trái và thở ra từ lỗ mũi phải. Để tiếp tục nào, bịt bên phải và hít vào từ bên trái. Hít vào. Sau đó lại bịt lỗ mũi trái, thở ra từ bên phải. Tiếp tục nào, hít vào. Thở ra từ bên phải, làm tốt lắm. Hít vào, thở ra từ bên phải. Lần cuối nào, hít vào từ bên trái, thở ra từ bên phải. Các bạn làm tốt lắm. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện động tác đổi bên. Hít vào bên phải, thở ra bên trái. Lưu ý nhé các bạn, hít vào phải, thở ra trái. Sẵn sàng nào, bịt lỗ mũi trái. Hít vào từ bên phải, thở ra bên trái. Hít vào phải. Các bạn hãy hít thở sâu hơn nữa. Thở ra trái, tốt. Nào hít vào, phải, thở ra, trái. Tốt, hít vào, phải, thở ra, trái. Hít vào, phải, thở ra, trái. Lần cuối cùng, hít vào, phải, thở ra, trái. Từ từ đưa tay trở về và mở mắt ra. Các bạn hãy thực hiện động tác thở này thêm một lượt nữa. Một số bạn có thể chưa thành thạo lắm vì trước đây các bạn chưa từng thực hiện phép hít thở này. Nhưng đây là một phép luyện thở khác gọi là Ida và Pingla.
là mặt trăng và mặt trời, năng lượng âm và năng lượng dương. Động tác này sẽ giúp giải tỏa năng lượng đang bị khóa lại, đồng thời cân bằng năng lượng cơ thể. Lỗ mũi phải và trái hoạt động mạnh hơn và cân bằng với nhau. Chúng ta bắt đầu lại nhé. Những bạn nào chưa hiểu thì trước tiên hãy quan sát tôi và sau đó mới làm theo. Các bạn sẵn sàng chưa? Các bạn lưu ý khi tôi chuyển động tay như thế này, nghĩa là hít vào qua lỗ mũi trái. Và như thế này nghĩa là thở ra qua lỗ mũi phải. Rõ chưa các bạn? Nếu tay tôi đưa lên như thế này, nghĩa là hít vào bên phải và thở ra bên trái. Được rồi, bây giờ hãy làm theo tôi nhé. Ngồi thẳng lưng. Đưa tay phải ra trước và bịt lỗ mũi phải lại. Đúng rồi, nào hít vào trái. Thở ra phải. Đúng rồi, bên này là hít vào, nghĩa là bạn hít vào từ lỗ mũi trái, sau đó bịt lỗ mũi trái, thở ra phải. Chắc các bạn đều rõ cả rồi phải không nào? Hít vào trái, bịt lỗ mũi trái, thở ra phải. Thêm hai lượt nữa nào. Hít vào trái, bịt lỗ mũi trái, thở ra phải. Lượt cuối cùng, hít vào trái, bịt lỗ mũi trái, thở ra phải. Tốt lắm. Tiếp theo, chúng ta sẽ hít vào qua lỗ mũi phải. Các bạn bịt lỗ mũi trái lại bằng 4 ngón tay, còn lại trừ ngón cái. Hít vào bên phải, sau đó bịt lỗ mũi phải, thở ra bên trái. Hít vào phải, bịt bên phải, thở ra trái. Tiếp theo, 3 lượt nữa nào. Hít vào phải, bịt bên phải, thở ra trái. Còn 2 lượt. Hít vào phải, bịt bên phải, thở ra trái. Lượt cuối cùng, hít vào phải, bịt bên phải, thở ra trái. Các bạn làm tốt lắm. Bây giờ đưa tay trở về tư thế ban đầu. Tập trung tâm trí vào hơi thở. Đặt tay lên bụng như thế này. Nhắm mắt và hãy cảm nhận sự chuyển động của hơi thở. Hít vào thành bụng sẽ phình ra và thở ra. Bụng sẽ thốt lại. Tốt lắm, thêm 3 nhịp thở nữa. 2 và 1. Rồi từ từ mở mắt ra. Làm tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện bài tập kéo giãn giúp giải tỏa sự căng thẳng. Các bạn có thể sẽ cảm thấy hơi mỏi trong quá trình thực hiện bài tập này, nhưng chỉ là nhất thời thôi bạn à. Nào, duỗi hai tay ra trước như thế này, thực hiện 5 lần cho mỗi động tác. Nào, nắm chặt bàn tay sau đó thả ra. Tiếp tục nào, nắm bàn tay. Này bạn ổn chứ? Tốt, và thả ra. Còn 2 lượt nữa. Nắm bàn tay và thở ra. Nắm chặt tay hơn nữa và thả ra. Nào, tay vẫn nắm chặt như thế này nhé bạn. Chúng ta chuyển sang động tác tiếp theo. Tôi biết là một số bạn đang rất mỏi tay, nhưng tôi muốn các bạn cố gắng giữ nguyên ở tư thế này. Giữ nguyên tư thế là nguyên tắc rất quan trọng, nó giúp cho xương chúng ta mạnh hơn. Các bạn biết không, rất nhiều người khỏe mạnh, nhưng không phải ai cũng giữ được ở tư thế này. Chỉ có những người tập yoga mới có thể giữ vững ở tư thế này. Nào bây giờ các bạn đưa nhấc tay lên, xuống như thế này. Mary, bạn có thấy như vậy không? Tốt lắm, nhấc lên, tốt. Tiếp tục, đưa xuống, nhấc lên. Các khớp ở tay sẽ khỏe hơn. Lực cuối cùng nào, nhấc lên và trở về. Bây giờ đưa hai tay lên vai như thế này. Khuỷu tay duỗi thẳng. Tiếp theo duỗi thẳng hai tay ra, rồi lại từ từ đưa hai tay lên vai và duỗi thẳng hai tay ra trước. Chúng ta còn 3 lượt nữa. Từ từ đưa tay lên vai và thở ra. Còn 2 lượt. Từ từ đưa lên vai và thở ra. Lượt cuối cùng, đưa lên vai, thở ra. Tốt lắm. Và trở về. Bạn cảm thấy vai của mình như thế nào? Đang nóng lên đúng không nào? Bạn cảm nhận được hơi nóng ở đây. Hơi nóng này giúp cho khớp vai khỏe hơn. Nếu như khớp vai lạnh cứng thì sẽ không tốt. Nó cần phải được làm nóng lên. Chúng ta tiếp tục nào. Lần này hai tay đặt trên vai như thế này và mở rộng vai ra. Tiếp đến bạn đẩy hai khuỷu tay vào trong chạm nhau. Sau đó lại mở ra như ban đầu. Mở rộng ngực ra. Hít vào, đẩy khuỷu tay ra trước. Thở ra. Mở rộng ngực. Tốt lắm, thở ra.
và hít vào. Thở ra và hít vào, giữ yên tư thế. Từ đây chúng ta chuyển sang động tác khác. Nào, dang hai tay ra hai bên, nắm chặt bàn tay. Tiếp đến, bạn xoay tay lên giống như là bạn đang xoắn hay vắt cái khăn vậy. Tiếp đến, bạn xoay ngược lại. Rất tốt cho khớp vai. Chúng ta còn 4 lượt nữa. Tiếp tục nào. Xoay nữa đi nào. Hãy cảm nhận được rằng vai của bạn đang kéo giãn, mở rộng ra. Tốt, nào xoay thêm nữa, giống như bạn đang xoắn một vật gì đó vậy. Nhưng không khum vai lại như thế này nhé các bạn. Phải mở rộng hai vai ra. Tiếp tục nào. Xoay tay ra sau. Ra sau thêm nữa. Và lại xoay về trước. Còn 2 lượt nữa. Xoay ra sau. Hãy cảm nhận khớp vai. Xoay thêm nữa. Lượt cuối cùng. Xoay ra sau hơn nữa. Rồi xoay về trước. Giữ yên tư thế trong vòng 5 giây. 4 3 2 và trở về. Bạn thấy không? Bạn có thể cảm nhận ở đây đang nóng lên. Giống như đang có ngọn lửa ở đây. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện động tác kéo giãn cho lưng. Các bạn hãy đặt hai tay ra trước như thế này. Và từ từ hạ khuỷu tay xuống. Còn không thì bạn có thể chống tay như thế này cũng được. Và đầu cúi xuống nằm trên hai tay. Các bạn lưu ý là không được nhấc mông lên như thế này nhé. Mông ngồi trên mặt sàn. Bây giờ giữ nguyên cả tư thế này và hít thở. Giữ yên tư thế và chúng ta có 4 nhịp thở. Hãy cảm nhận sự kéo giãn ở lưng. Còn 3 nhịp thở. 2. Tốt lắm. Và giữ yên tư thế thêm một chút nữa. Mọi sự căng thẳng ở vai, ở tai sẽ biến mất thôi. Các bạn cứ tiếp tục ở tư thế này nhé. Tôi sẽ quay trở lại nhanh thôi. Xin chào. Các bạn hãy ngồi dậy nào. Các bạn có thích thú khi thư giãn ở tư thế này không? Đối với những bạn vẫn chưa quen với động tác này, tôi chắc rằng khi đã thành thạo rồi bạn sẽ rất thích và có khi còn rơi vào giấc ngủ khi ở tư thế này luôn đó. Ok, nào từ từ trở về và ngồi thẳng lưng. Quay sang hướng này và ngồi xuống. Hai chân duỗi thẳng. Chúng ta sẽ thực hiện tư thế Buna Manasana. Bu theo tiếng Phạn có nghĩa là quả đất. Namana nghĩa là hướng về. Trái đất là môi trường sống của con người. Vì vậy, điều mà yoga hướng đến đó là trở về với tự nhiên. Ok, bây giờ các bạn ngồi thẳng lưng. Hai tay đặt trên đầu gối như thế này. Từ từ xoay người qua phải và ra phía sau. Không phải dừng lại ở đây, mà trán phải chạm mặt sàn. Sau đó từ từ xoay người trở về, hít vào, hai tay đặt trên đầu gối. Bây giờ chúng ta đổi bên, xoay sang trái và hạ người xuống, tốt lắm. Từ từ xoay người trở về. Ngồi lưng thật thẳng, giúp cho cột sống được kéo dài ra. Chúng ta tiếp tục chuyển sang bên phải. Từ từ trở về. Và chuyển sang bên trái. Các bạn làm rất tốt. Bạn thấy không? Và từ từ trở về. Các bạn làm rất tốt. Chỉ cần thực hiện từ 3 đến 5 lượt. Nhưng bạn nào đang bị nhức mỏi lưng thì có thể thực hiện động tác nhanh hơn một chút, vì các bạn sẽ phải làm tới 100 lần đó. Ok, 100 lần thì quá tốt để giải tỏa hết chứng nhức mỏi cột sống. Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện tư thế Paschimottanasana. Hai chân duỗi thẳng đặt sát nhau. Bạn có thể đặt một cái khăn dưới mông và ngồi thật ngay ngắn. Và nếu bạn nào đang bị đau lưng, thì tôi đề nghị các bạn không ngồi ở tư thế duỗi thẳng hai chân, mà hãy hơi cong gối lại như thế này để thực hiện tư thế. Ok, các bạn có thể hơi cong chân như cô ấy đang làm. Và sau đó, nắm lấy hai chân như thế này. Tốt rồi. Tiếp đến, các bạn cúi người xuống, đến lúc đặt sát mặt vào giữa hai đầu gối. Nhắm mắt lại và hít thở. Trong lúc thực hiện động tác này,
các cơ bắp sẽ giãn. Khi ở tư thế này, bạn có thể từ từ trượt chân ra trước. Các bạn có thể thấy tôi đang từ từ trượt chân ra xa hơn không? Từ từ ngẩng đầu dậy và trở về tư thế ban đầu. Bây giờ tôi muốn các bạn cong đầu gối lại như thế này. Ngửa người về sau bằng cách hai tay giữ chặt đùi từ bên dưới đầu gối. Ngã người ra sau một chút, sau đó nâng chân lên và duỗi thẳng. Cố gắng giữ cho lưng thật thẳng. Các bạn hãy giữ yên tư thế, tốt lắm. Nếu bạn nào thấy khó quá thì có thể đặt khăn dưới mông. Và điều quan trọng là các bạn phải kéo thẳng lưng. Và bạn có thể hơi cong đầu gối lại cũng được. Bây giờ, từ từ trở về tư thế ban đầu, hạ chân xuống, co đầu gối. Các bạn đang có vấn đề ở lưng nên co đầu gối lại, tay nắm lấy bàn chân. Đặt sát mặt vào giữa hai đầu gối. Và tôi muốn các bạn từ từ trượt chân về trước như thế này. Nhưng không di chuyển đầu ra khỏi hai đầu gối. Cứ giữ yên, hai tay nắm bàn chân và từ từ trượt chân về trước. Đó là cách bạn luyện tập để hoàn chỉnh tư thế này. Ok, chúng ta làm lại một lần nữa. Bây giờ ngẩng đầu lên và trở về tư thế ban đầu. Tốt lắm. Nào, cong gối, hai tay nắm lấy đùi từ bên dưới, ngã người ra sau và kéo lưng thật thẳng. Nếu lỡ mà bạn có ngã người xuống sàn nhà thì hãy tiếp tục tập lại tư thế này. Bởi vì tôi biết có nhiều bạn sẽ ngã xuống sàn. Đừng lo lắng nhé bạn. Cứ ngồi dậy và tập lại tư thế. Ok, giữ yên tư thế trong 10 giây. 9 8 7 6 5 4 Cố gắng kéo thẳng lưng thêm một chút nữa nào. Đúng rồi, 2 và co gối lại. Sau đó trở về tư thế ban đầu. Sau đó cúi người về trước. Đối với các bạn đang bị đau lưng mà mới tập lần đầu tiên, các bạn hãy làm theo như cô ấy. Tốt lắm, giữ yên tư thế, hít thở thật sâu. Cảm nhận hơi thở đi nào. Tư thế này giúp xoa bóp ruột non và ruột già, kéo giãn gân kheo, kéo dài cột sống. Các bạn thấy đấy, rất nhiều công dụng chứ không chỉ là tác dụng kéo giãn đâu. Đúng không các bạn? Nào, chúng ta còn 2 nhịp thở nữa. Tốt, từ từ ngẩng đầu lên. Và từ từ trở về tư thế ban đầu. Thư giãn trong vài giây, chống hai tay ra sau, duỗi chân ra và thư giãn. Rất tốt. Khi tôi muốn các bạn tập trung tâm trí vào một tâm điểm, nghĩa là tập trung hít thở, hãy tập trung tâm trí vào hơi thở, thành bụng sẽ chuyển động lên xuống. Nào, từ từ ngẩng đầu lên. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một động tác biến thể khác. Các bạn gập đầu gối trái lại. Chống hai tay ra sau xa hơn một chút, không quá gần với hông. Các ngón tay hướng về trước. Tiếp theo tôi muốn các bạn tập trung sức mạnh và nâng mông lên khỏi mặt sàn. Như thế này các bạn thấy không? Chân phải duỗi thẳng. Bàn chân áp sát mặt sàn. Quá dễ dàng. Chắc chắn là các bạn đều làm được. Nào, bây giờ từ từ hạ xuống, đưa đầu về. Dễ hay khó bạn? À, rất dễ, tốt lắm. Nào, lặp lại động tác. Từ từ nhấc mông lên. Các bạn chú ý phần khung xương chậu. Chúng ta đẩy khung xương chậu lên. Và từ từ hạ xuống và trở về. Các bạn làm tốt lắm. Nào, chúng ta thực hiện thêm 2 lượt nữa. Từ từ nhấc mông lên. Và hãy cảm nhận sự kéo căng đang diễn ra. Các bạn chú ý là ngón cái chân phải áp sát mặt sàn. Bây giờ từ từ hạ xuống và trở về. Lượt cuối cùng nhé các bạn. Từ từ nhấc mông lên. Cao hơn nữa đi nào. Giữ yên tư thế ở đây và thư giãn.
ưỡn ngực ra nữa. Giữ yên tư thế, bàn chân áp sát mặt sàn. Nếu như các bạn thấy khó quá thì có thể gập chân lại như thế này. Rất đơn giản. Nào chúng ta còn 5 giây. 4, 3. Nâng người lên một chút nữa nào và trở về. Các bạn làm tốt lắm. Đây là cách chúng ta luyện tập cho cơ thể. Đừng lặp lại những gì đã làm hôm qua, mà hãy làm tốt hơn ngày hôm qua. Đồng ý chứ? Nào, bây giờ thư giãn với hai nhịp thở, ngửa đầu ra sau. Quan sát sự chuyển động của hơi thở ở bụng, tập trung tâm trí vào hơi thở. Tốt lắm. Nào, bây giờ chúng ta chuyển sang chân trái, gập chân phải lại. Bàn chân nằm sát mặt sàn. Chân trái duỗi thẳng. Khi các bạn nâng mông lên, tôi muốn ngón cái chân trái phải nằm sát mặt sàn. Bắt đầu, nâng mông lên. Cao hơn nữa đi nào. Các bạn lưu ý khoảng cách của hai tay không được quá gần hông. Tốt lắm. Và từ từ hạ xuống. Tiếp tục nào. Hít vào, đồng thời nâng người lên. Tốt lắm. Cao hơn nữa nào. Tuyệt. Và từ từ hạ xuống. Các bạn thấy đấy, nếu ta đặt hai tay gần với hông, các bạn sẽ không thể nâng người lên cao được. Vì vậy tôi muốn các bạn đặt hai tay ra xa như thế này. Nào, nâng người lên. Cao hơn nữa. Tốt. Cao hơn chút nữa. Và từ từ hạ xuống. Chúng ta còn hai lượt nữa. Làm nữa được không bạn? Tất nhiên là được rồi. Nâng cao hơn nữa. Lên nữa đi bạn. Thả lỏng đầu ra sau. Không kéo căng cổ và trở về. Còn một lượt nữa. Và giữ yên tư thế trong 5 phút. Từ từ nâng người lên. Giữ yên tư thế. Ngón chân cái chạm mặt sàn. Mở rộng vai hơn nữa. Nhấc mông cao hơn nữa nào. Cao hơn chút nữa. Nhấc mông cao hơn nữa nào. Đúng rồi. 4 giây. 3 giây. 2. Nâng người cao hơn nữa. Và trở về. Tốt lắm. Duỗi chân ra. Ngã đầu ra sau. Nhắm mắt lại. Thư giãn. Bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Tốt chứ Mary? Vâng, rất tuyệt. Tốt lắm. Còn các bạn thì sao? Tôi chắc chắn là các bạn cũng rất hào hứng luyện tập và khám phá yoga. Tốt lắm. Bây giờ ngẩng đầu lên và trở về. Tiếp theo, các bạn chuyển sang tư thế ngồi trên đùi như thế này. Ngồi thẳng lưng. Các bạn duỗi thẳng lưng ra. Đây là tư thế ngồi kim cương. Bây giờ chúng ta ngồi ở tư thế này. Và các bạn hãy theo dõi hơi thở chuyển động ở đây. Hít vào, thành bụng phình ra. Và khi thở ra, thành bụng xẹp xuống. Tốt lắm, hãy nhắm mắt lại và hít thở 3 nhịp. Bây giờ từ từ mở mắt ra. Tốt lắm. Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện bài tập mở rộng vai. Rất nhiều người trong chúng ta thường bị nhức mỏi ở vai. Điều này không tốt một chút nào. Yoga sẽ giúp chúng ta xóa tan mọi sự nhức mỏi, căng cứng. Các bạn từ từ chống hai tay trên mặt sàn. Hai đầu gối đặt cách xa nhau một chút. Nào, tiếp theo các bạn lần lượt chống hai khuỷu tay trên mặt sàn như thế này. Sau đó vòng tay ôm lấy bắp tay. Ok, không đặt quá gần như thế này. Các bạn di chuyển khuỷu tay ra xa một chút. Các bạn điều chỉnh sao cho cơ thể ở tư thế ngay ngắn. Sau đó từ từ cúi người xuống. Trán nằm ngay ngắn trên hai tay. Cầm chạm sàn nhà. Sau đó từ từ hít vào, đồng thời nâng người lên. Tốt lắm. Giữ yên tư thế. Các bạn thấy đó, tư thế này giúp mở rộng hai vai. Chúng ta lặp lại động tác thêm vài lần nữa. Bắt đầu nào, hít vào, giữ yên tư thế và hít thở, sau đó từ từ nâng người lên và trở về. Tốt lắm. Tiếp tục nào. Từ từ cúi người xuống, giữ cho mông hướng lên cao. Tôi muốn các bạn tiếp tục thực hiện động tác này, có tác dụng rất tốt. Tiếp tục nào, từ từ nâng người lên và trở về. Các bạn hãy tiếp tục làm như thế. Tôi sẽ quay trở lại ngay.
Các bạn có cảm nhận được hai vai đang mở rộng ra không? Các bạn phải cảm nhận được điều đó. Nào, bây giờ từ từ nâng người dậy. Sau đó từ từ chuyển sang ở tư thế đứa trẻ và thư giãn trong vài phút. Hãy ở tư thế đứa trẻ và để cho hai vai thả lỏng, thư giãn và hít thở thêm một nhịp nữa. Tốt lắm! Bây giờ các bạn đã sẵn sàng để chuyển sang bài tập tiếp theo. Nào, bây giờ trở lại tư thế quỳ trên gối và hai tay như thế này. Tiếp theo, các bạn duỗi thẳng chân phải ra phía sau, đầu quay ra sau và mắt nhìn bàn chân phải. Bây giờ, tôi muốn các bạn xoay tròn chân phải. Đúng rồi, như thế. Nào, xoay theo hình vòng tròn. Đẹp lắm, ok. Lên trên và xuống dưới. Tốt, lên trên, xuống dưới. Tốt, lên trên. Thêm một vòng nữa. Lên trên, xuống dưới. Và bây giờ giữ yên ở tư thế này và nghỉ một chút. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta đổi chiều xoay. Các bạn thấy đó, chúng ta đang tác động lên các khớp ở chân. Khớp hông đang xoay tròn, giống như một viên bi tròn xoay trong một cái lỗ. Luyện tập như thế sẽ làm cho các khớp khỏe hơn. Thêm một vòng nữa nào. Tốt lắm. Bây giờ hạ chân xuống và trở về tư thế đứa trẻ. Các bạn làm tốt lắm. Bây giờ các bạn đã quen thuộc với cách làm thế nào để trở về tư thế đứa trẻ. Các bạn đã làm quen với một số tư thế như thế đứa trẻ, thế kim cương, thế rắn hổ mang, vân vân. Chúng ta đã làm quen với chúng rất dễ dàng. Vì vậy, tập yoga rất đơn giản. Có thể một số bạn cảm thấy một vài tư thế tương đối khó, nhưng thực chất thì không quá khó nếu như các bạn bắt đầu tập và nắm vững những bài tập cơ bản như thế này. Từ từ trở về tư thế ban đầu đi các bạn. Trước tiên, duỗi thẳng chân trái ra sau, mắt nhìn thấy bàn chân. Bây giờ xoay chân trái ra ngoài, rồi vào trong. Ra ngoài, vào trong. Các bạn thấy không? Xoay chân trái ra ngoài, rồi vào trong. Đặc biệt lưu ý, chúng ta tập trung sức mạnh ở phần khớp hông này. Chúng ta tác động lên khớp hông. Ok, thêm một vòng nữa. Dừng lại. Hạ chân xuống và nghỉ một lát. Bây giờ chúng ta đổi chiều xoay. Xoay từ bên trong rồi ra ngoài. Tiếp tục đi nào. Thêm 4 vòng nữa. Tốt lắm. 3. Tốt lắm. 2. Đẹp lắm. Và hạ chân xuống. Trở về tư thế đứa trẻ. Thư giãn. Các bạn thấy đó, chỉ một vài động tác như thế là đủ rồi. Có tác dụng tốt lên phần khớp hông ở đây, giúp chúng khỏe hơn. Và các bạn sẽ có một cái hông rất khỏe. Nếu có một cái hông khỏe mạnh, thậm chí khi bạn đụng vào tường như thế này, hông của bạn sẽ chẳng hề hấn gì, mà chính cái tường này sẽ gặp vấn đề. Sở hữu một cái hông khỏe mạnh thì thật tuyệt vời phải không nào? Bây giờ, từ từ ngồi dậy, chuyển sang ở tư thế nằm ngửa trên sàn. Và chúng ta chuyển sang các bài tập tiếp theo. Tốt nhất là các bạn từ từ nằm nghiêng về một phía, sau đó chuyển sang tư thế nằm ngửa. Tốt. Và hãy đưa tâm trí trở về, tập trung vào một tâm điểm duy nhất, đó là hơi thở. Đây là điều tuyệt vời nhất. Tôi xin đưa ra một lời khuyên. Khi các bạn đang làm việc ở văn phòng hoặc đang bận rộn với các buổi hội họp, thì hãy tranh thủ thực hiện phương pháp hít thở này một vài lần. Hãy tập trung tâm trí và hít thở. Bạn sẽ thấy điều kỳ diệu nào xảy ra, cực kỳ tốt cho bạn. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu bài tập mới. Các bạn hãy gập chân trái lại. Sau đó thả đầu gối trái sang một bên như thế này. Ok, giữ chân phải duỗi thẳng. Ở đây tôi cũng muốn giới thiệu với các bạn một cách làm đơn giản hơn. Các bạn có thể hơi gập chân phải lại như thế này thôi. Duỗi thẳng hai tay ra hai bên. Ok. Bây giờ các bạn nâng chân phải lên. Tốt lắm. Bây giờ hãy cảm nhận sự mở rộng ở phần đùi trong. Tiếp đến, từ từ thả chân phải sang bên phải như thế. Tốt lắm. Và nếu bạn nào thấy khó, thì có thể làm theo cách đơn giản hơn, giống như Mary. Chỉ cần thả cong đầu gối và thả sang một bên như thế. Tư thế này giúp mở rộng xương chậu. Bây giờ, từ từ nâng chân lên và thả sang bên trái. Xoay đầu
và nhìn sang phải. Tốt lắm. Chỉ thế thôi, rất đơn giản. Tốt lắm. Từ từ nâng chân lên và trở về tư thế ban đầu. Duỗi thẳng chân ra. Ok, lặp lại động tác thêm 2 lượt nữa. Hãy tập trung vào động tác. Nếu bạn nào đang bị đau ở đây, hãy làm theo cách đơn giản hơn giống như Mary. Bây giờ thả chân phải sang bên phải. Tốt. Các bạn hãy theo cách của Halloween. Các bạn thấy không nào? Nào, từ từ nâng chân lên. Tốt. Và thả chân sang bên trái. Mắt nhìn sang phải. Xong rồi đó. Tốt lắm. Bây giờ từ từ nhấc chân lên và trở về tư thế ban đầu. Ở lượt cuối cùng này, các bạn hãy kết hợp hít thở, kết hợp hơi thở với động tác. Tốt. Nào, hít vào. Thở ra, đồng thời thả chân phải sang một bên. Hít vào. Sau đó thở ra, đồng thời thả chân phải sang bên trái. Xoay đầu và mắt nhìn sang phải. Cổ của bạn cũng đang được tác động lên. Tiếp tục hít vào, sau đó thở ra, đồng thời trở về. Duỗi thẳng chân, thư giãn trong vài giây. Duỗi thẳng chân tay. Hít thở 2 nhịp. Tập trung hít thở, đưa tâm trí trở về. Hít thở vào, thành bụng phình ra. Khi thở ra, thành bụng xẹp xuống. Các bạn có thể nhận thấy rằng, khi mới bắt đầu tập yoga, bạn phải tập trung vào cử chỉ, động tác, như cách thở, cách chuyển động. Nó giống như là việc bạn học lái xe vậy. Đầu tiên bạn phải tập trung cao độ để học cách sang số, cách điều chỉnh bánh lái, cách sử dụng bộ ly hợp, bộ thắng. Nhưng một khi bạn đã làm chủ tay lái rồi, thì bạn không cần phải nhìn chằm chằm vào các bộ phận điều khiển, mà vẫn lái xe dễ dàng. Và thậm chí là chạy xe còn nhanh hơn trước. Trong yoga cũng vậy. Dần dần, bạn sẽ tự động lấy được sự cân bằng và hòa hợp giữa thể xác và tinh thần. Nhưng trước tiên, chúng ta phải nỗ lực tập trung luyện tập cách hít thở, cách thực hiện động tác. Và đến một lúc nào đó, các bạn sẽ tự động tuôn trào. Tiếp theo, chúng ta sẽ đổi sang chân trái, gập chân phải lại và thả sang phải. Nếu bạn nào muốn làm theo cách dễ dàng hơn thì hãy làm theo Mary, hơi cong chân trái. Nào, hít vào, đồng thời nâng chân trái lên. Sau đó thở ra, đồng thời thả chân trái sang một bên như thế. Tốt, tốt lắm. Tập trung vào phần đùi trong. Bây giờ hít vào, đồng thời nâng chân trái lên. Tốt lắm. Sau đó tiếp tục thả chân trái sang phải. Mắt nhìn sang bên trái. Đúng rồi, tiếp tục hít vào, đồng thời nâng chân trái lên. Và trở về tư thế ban đầu. Các bạn thấy thế nào? Ok. Chúng ta lặp lại thêm 2 lượt nữa. Nào, hít vào, đồng thời từ từ nâng chân trái lên. Thở ra, đồng thời thả chân sang trái. Tốt lắm. Nếu chân phải không nằm sát mặt sàn như thế này cũng không sao cả. Một ngày nào đó bạn sẽ làm được thôi. Tiếp tục hít vào. Làm tốt lắm. Và thở ra, đồng thời thả chân trái sang phải. Mắt nhìn sang trái. Sau đó từ từ nâng chân lên và đưa chân trở về tư thế ban đầu. Lượt cuối cùng, các bạn hãy tập trung vào các cơ và các chuyển động. Bắt đầu, hít vào, đồng thời nâng chân lên. Thở ra, đồng thời thả chân sang trái. Làm tốt lắm. Hít vào, đồng thời nâng chân lên. Thở ra, đồng thời thả chân sang phải. Mắt nhìn sang trái. Tốt. Các bạn thấy đấy, chúng ta đang luyện tập cho phần eo. Tiếp tục, hít vào, đồng thời nâng chân lên và từ từ đưa chân trở về. Thư giãn đi các bạn. Duỗi thẳng chân tay, nhắm mắt lại và hít thở sâu. Đưa tâm trí trở về. Tập trung vào hơi thở. Càng đạt đến trạng thái cân bằng, hòa hợp, bạn càng khỏe mạnh về cả thể chất và tinh thần. Ok. Từ từ mở mắt ra, chúng ta chuyển sang thế cây cầu, gập đầu gối. Hai bàn chân áp sát mặt sàn. Tiếp theo, từ từ nhấc mông lên cao và lần lượt chống hai tay đỡ phần hông. Bạn có thấy cách cô ấy làm không? Nếu các bạn lỡ chống khuỷu tay quá xa, hãy từ từ nhích dần khuỷu tay vào trong như thế này. Giữ yên tư thế,
các bạn lưu ý ưỡn ngực về phía cằm. Và bây giờ tôi muốn các bạn nhắm mắt lại và kéo căng mông ra, kéo căng hơn nữa, nhưng không được nín thở. Các bạn vẫn phải hít thở thật đều và sâu. Tốt, các bạn thấy không? Chúng ta đang học thế khóa. Trong yoga có rất nhiều tư thế khóa rất công dụng. Đặc biệt là nó đánh thức nguồn năng lượng tiềm tàng trong cơ thể. Và một trong những thế khóa đó có tên là Mula Bandha. Theo tiếng Phạn, Mula có nghĩa là gốc rễ, là nền tảng. Bandha nghĩa là khóa. Tôi sẽ trở lại đề tài này chi tiết hơn trong những bài học sau này. Bây giờ, tôi muốn các bạn hãy tập trung kéo căng cơ mông hơn nữa. Giữ nguyên như thế, hít thở sâu. Tốt lắm. Tiếp theo, chúng ta thực hiện một động tác biến thể ở đây. Nhắm mắt lại. Bây giờ, tôi muốn các bạn duỗi thẳng chân trái ra. Các bạn có thấy không? Động tác này giúp kéo dài cột sống ra. Kéo giãn cột sống chứ không co lại. Ok. Giữ yên ở tư thế này trong 10 giây. 9, 8, 7, 6. Các bạn thấy không? Hình dáng chúng ta đang giống như cây cầu vậy. Tốt lắm. Bây giờ, đưa chân trái trở về. Tiếp tục thực hiện tương tự cho chân phải. Từ từ trượt chân phải. Kéo thẳng ra. Kéo dài cơ thể ra. Giữ yên tư thế. Các bạn kéo thẳng lưng nhé. Kéo giãn cột sống. Giữ yên tư thế trong 10 giây. 9, 8, 7, tốt lắm, 6, 5, 4, 3, 2, và từ từ đưa chân trở về. Sau đó từ từ hạ người xuống và trở về tư thế ban đầu. Nằm trên mặt sàn, cằm nằm ngay ngắn, duỗi thẳng chân nằm trên mặt sàn. Và giữ nguyên ở tư thế này, tập trung tâm trí vào hơi thở và trải nghiệm sức mạnh kỳ diệu của yoga. Tôi sẽ quay trở lại sau ít phút. Tốt lắm. Xin chào. Từ từ mở mắt ra đi các bạn. Hãy thức dậy nếu các bạn rơi vào trạng thái ngủ. Đó là dấu hiệu tốt. Điều đó có nghĩa là bạn tập trung tâm trí. Nếu ở tư thế này mà các bạn rơi vào giấc ngủ, thì đây là trạng thái ngủ rất sâu và rất tốt. Nào, từ từ mở mắt ra. Và từ từ nghiêng người sang một bên. Sau đó co gối và ngồi dậy. Bây giờ chúng ta chuyển sang ngồi ở thế kim cương. Kim cương. Các bạn cũng biết kim cương thì không bao giờ thay đổi. Không thể phân chia và chiếu sáng mãi mãi. Tư thế này cũng tương tự như thế. Nghĩa là khi ngồi ở tư thế này, cơ thể của bạn sẽ luôn khỏe mạnh. Ok. Và lưng của bạn kéo thẳng ra và vững hơn. Cột sống sẽ giữ được trọng lượng cơ thể, giúp năng lượng luân chuyển đến cột sống. Tại sao chúng ta thường hay bị đau lưng? Bởi vì do chúng ta thường đứng nghiêng một bên như thế này. Và khi bạn ngồi xuống, mông của bạn ngồi nghiêng một bên, không cân bằng và có nhiều tác động xấu lên cơ thể chúng ta. Các bạn hãy điều chỉnh để có thể ngồi ở tư thế kéo thẳng lưng lên như thế này và mở rộng hai vai. Không cần phải ưỡn ngực ra như thế này, mà chỉ cần mở rộng hai vai. Xương bả vai đẩy ra sau và thư giãn. Bạn có thể tranh thủ ngồi ở tư thế này trong lúc xem TV và sau khi ăn, hãy ngồi ở tư thế này và hơi đẩy người ra sau như thế. Sau đó đẩy người về trước. Làm như thế sẽ tạo sự xoa bóp ra sau, về trước. Thực hiện như thế trong khoảng 2 phút sẽ giúp tiêu hóa nhanh thức ăn. Nếu làm như thế này trong 2 phút, thức ăn sẽ được tiêu hóa nhanh hơn.
bạn có thể nghe tiếng kêu rò tắt. Do động tác này khơi dậy nguồn năng lượng ở đây. Dùng xung quanh rốn là điểm hội tụ năng lượng, hay còn gọi là adni trong tiếng Phạn. Tốt lắm. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang thế con bò. Dắt chân phải qua đầu gối trái. Tay trái nắm lấy cổ chân phải và kéo ra sau. Các bạn ngồi thật thoải mái nhé. Tư thế này rất tốt cho cả nam và nữ, đặc biệt là rất tốt cho nam giới, tạo ra sự xoa bóp cần thiết cho tinh hoàn, bàng quang và tạo sức ép cần thiết ở đây. Tôi muốn các bạn giữ yên tư thế ở đây, nhắm mắt lại khi chúng ta ở thế khóa chân như thế này. Phải luôn lưu ý là hai đầu gối phải thẳng hàng. Khi ở thế khóa chân này, năng lượng và máu sẽ dồn xuống phần khung xương chậu, và điều này cũng rất tốt cho phụ nữ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện động tác kéo giãn cho tay. Đưa tay phải lên như thế này, và tay trái nắm lấy khuỷu tay phải, kéo chặt khuỷu tay phải hơn nữa nào. Động tác này rất tốt để kéo giãn bắp tay, giải tỏa sự căng cứng ở đây. Thậm chí khi bạn đang đứng, bạn có thể thực hiện động tác này và kéo khuỷu tay ra sau càng nhiều càng tốt, kéo ra phía sau đầu. Không phải là kéo sang một bên như thế này, kéo ra sau đến mức bạn có thể. Hoặc sau những giờ ngồi trên máy vi tính, bạn có thể ngồi trên ghế và thực hiện động tác này trong vài phút. Cố gắng giữ ở tư thế này trong 20 giây. Còn một nhịp nữa. Và từ từ đưa tay trở về. Các bạn thấy đó, chúng ta đang tập từng bước thế mặt bò. Tiếp theo, chúng ta sẽ đổi chân. Nào, đầu tiên hãy chuyển sang ngồi ở thế kim cương. Tốt lắm. Bây giờ, dắt chân trái sang đầu gối phải. Tay phải nắm chặt cổ chân trái và kéo về sau càng nhiều càng tốt, cho đến khi nào hai đầu gối thẳng hàng. Tốt lắm. Bây giờ ngồi thẳng lưng lên. Thẳng lưng. Đưa tay trái lên. Tay phải nắm lấy khuỷu tay trái và kéo về sau càng nhiều càng tốt. Tốt lắm. Giữ yên tư thế và hít thở. Tốt lắm. Đúng rồi. Bạn có thể thực hiện động tác này bất kỳ khi nào. Các bạn hãy tập tất cả các động tác yoga bất kỳ ở đâu. Tôi không muốn các bạn chỉ gói gọn chúng trong lớp học này. Các bạn hãy thường xuyên luyện tập yoga, chứ không phải chỉ là trình diễn hay thực tập ở trong các buổi học của tôi thôi. Hãy tự mình luyện tập thường xuyên, hãy đắm mình trong yoga mỗi ngày. Tốt lắm. Ok, nào, bây giờ thả lỏng tay ra và trở về ngồi ở thế kim cương. Tốt lắm. Tiếp theo chúng ta sẽ tập tư thế lạc đà, theo tiếng Anh là camel, chứ không phải là tôi đâu. Tên của tôi là Kaman, Master Kaman. Tôi kể một chuyện vui là lần đầu tiên tôi đến Singapore, mọi người không thể gọi đúng tên của tôi là Kaman, mà họ gọi tôi là camel, tức là lạc đà. Nên tôi bảo họ là ok, hãy phát âm tên của tôi là Kaman. Kaman nghĩa là hoa sen. Ok, bây giờ chúng ta chuyển sang tư thế lạc đà. Thế lạc đà chứ không phải là thế Kaman là tôi đâu nhé. Nào, nâng người dậy, mở rộng hai đầu gối, chống hai tay ra sau lưng. Tốt, đẩy hông ra trước và từ từ ngã người về sau. Các bạn cẩn thận nhé, đừng có ngã đánh rầm ra sau mà làm đau sàn nhà đấy. Ok, thả lỏng đầu ra và cảm nhận sức kéo căng cơ thể. Hãy cảm nhận cổ họng bạn đang mở rộng, cảm nhận được lồng ngực đang mở rộng, nơi chứa đầy mọi cảm xúc. Hãy cảm nhận sự mở rộng ở phần khung xương chậu. Giữ yên tư thế. Tốt lắm. Và hít thở thêm 4 nhịp nữa. Còn 3 nhịp thở. 2. Và từ từ ngẩng đầu lên và ngồi xuống. Bây giờ là thế con thỏ. Nào, hãy nắm chặt gót chân và từ từ gập người về trước. Tốt lắm. Trán tiếp xúc mặt sàn. Từ đây, bạn nhấc mông lên. Đúng rồi. Động tác này có tác dụng làm cho khuôn mặt của bạn hồng hào như trăng rằm vậy. Bởi vì máu sẽ dồn xuống mặt khi ở động tác này. Bây giờ chúng ta đang ở một thế khóa,
và năng lượng di chuyển xuống tới cổ và bạn khóa nó ở đó. Bây giờ chuyển sang thế đứa trẻ. Đúng rồi. Chuyển sang thế đứa trẻ và hít thở. Còn một nhịp thở nữa. Tốt lắm. Bây giờ từ từ ngồi thẳng lưng. Tiếp theo, tôi muốn các bạn ở tư thế nằm ngửa. Hai chân duỗi thẳng. Tốt lắm. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thư giãn khi ở tư thế nằm. Nhiều người cứ tưởng là họ biết ngủ đúng cách. Nhưng thật ra phần lớn thời gian trong giấc ngủ các bạn thường chìm trong những suy nghĩ, lo âu, mộng mị. Yoga sẽ chỉ cho bạn cách để đạt đến một giấc ngủ tốt. Có người ngủ từ 8 đến 12 tiếng đồng hồ. Nhưng khi thức dậy thì họ lại cảm thấy rất mệt mỏi, không một chút sinh lực. Tại sao lại như thế? Bởi vì thực chất là họ không ngủ. Điều quan trọng không phải là về mặt số lượng, bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu, mà là chất lượng. Chất lượng giấc ngủ mới là điều quan trọng. Yoga sẽ giúp bạn đạt được một giấc ngủ chất lượng. Trước tiên, chúng ta sẽ thực hiện động tác kéo giãn để giải tỏa sự căng thẳng. Động tác này bạn có thể thực hiện trên giường trước khi đi ngủ. Tốt lắm. Nào, hai tay ôm lấy đầu gối phải. Giữ như thế. Đấy, các bạn có thể làm như thế ở trên giường. Một số bạn chỉ có thể giữ đầu gối ở mức này thôi. Không sao cả, đừng lo lắng. Sự lo lắng sẽ chẳng bao giờ giúp chúng ta làm tốt hơn. Nếu gặp vấn đề mà bạn có thể giải quyết được thì đừng nên lo lắng. Và ngay cả khi gặp vấn đề mà chưa giải quyết được, bạn cũng đừng nên lo lắng. Ok, nào bây giờ tay trái kéo đầu gối phải sang trái. Mắt nhìn sang phải. Tốt. Lưu ý điều chỉnh kéo vai phải xuống gần mặt sàn. Tay trái ép đầu gối phải xuống sàn. Một số bạn chỉ có thể ở mức này thôi. Và không thể kéo xuống hơn nữa. Không sao cả đâu bạn. Tay trái ép đầu gối phải xuống sàn. Tốt lắm. Thêm một nhịp thở nữa. Hãy cảm nhận hơi thở ở bụng. Tốt lắm. Từ từ đưa đầu gối phải về. Tay ôm đầu gối. Sau đó duỗi chân xuống sàn. Bây giờ hãy đổi sang chân trái. Hai tay ôm đầu gối trái. Kéo về sau. Tay phải kéo đầu gối qua phải. Tay trái duỗi ngang sang trái. Đúng rồi. Làm tốt lắm. Chúng ta có hai nhịp thở. Tốt. Và từ từ trở về tư thế ban đầu bằng cách kéo đầu gối trái về và duỗi thẳng trên sàn. Hãy điều chỉnh mông sao cho bạn nằm ở tư thế thật thoải mái, thư giãn. Hơi dang hai tay ra một chút. Tốt. Lưu ý là bàn chân không chĩa vào trong như thế này. Nếu không, nó sẽ tạo sức căng ở đây. Hãy thả lỏng chân như thế này, điều chỉnh cột sống kéo giãn ra và nằm ngay ngắn. Nhắm mắt lại, thả lỏng vai và cầm như thế này. Tôi muốn các bạn kéo dài cổ ra, thả lỏng vai. Tốt. Nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể. Bây giờ hãy làm theo lời tôi nói. Bạn có thể nghĩ trong đầu theo tôi. Không cần phải nói ra nhé bạn. Và cảm nhận điều kỳ diệu nào diễn ra với bạn. Hãy làm theo lời tôi nói. Tôi thả lỏng mặt. Hãy nói nhẩm trong đầu thôi. Tôi đang thả lỏng hai tay. Đây là một kỹ thuật thư giãn cơ bản và đơn giản nhất. Và tôi đang thả lỏng hai chân. Tôi thư giãn cùng hơi thở. Hãy cảm nhận sự chuyển động của hơi thở từ mũi xuống phần rốn và ngược lại từ rốn lên mũi. Chậm chậm và rất sâu. Khi hít vào, thành bụng phình lên. Và thở ra, thành bụng xẹp xuống. Cứ tiếp tục như thế càng lâu càng tốt. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Yoga sẽ giúp cho cơ thể bạn có một nguồn năng lượng tuyệt vời.
Xin chào các bạn.